Manjushri, now I ask you, take yourself as an example, Manjushri. Is there still another Manjushri? Is there Manjushri who is and a Manjushri who is not? À, này Văn Thù xưng lại. Bây giờ ta sẽ hỏi ông, nay ta sẽ hỏi ông. Is there still another Manjushri? Tức là như ông là Văn Thù xưng lại thì take yourself as an example là hãy lấy ông là một ví dụ đi, văn thù sư lợi. Is there still another Manjushri? Thì liệu có một cái văn thù sư lợi nào khác không? Is there a Manjushri who is? À, thế có một cái văn thù sư lợi, có một cái người văn thù sư lợi mà là, và một văn thù sư lợi chẳng phải là. Tức là mình sẽ phân ra là, thì có chỗ nào là văn thù sư lợi hay là chỗ nào là không phải là văn thù sư lợi không? Tức là liệu có một cái văn thù, ngài văn thù sư lợi nào khác không? Và một người là văn thù sư lợi và một người là không phải là văn thù sư lợi hay là không. So it is world honored one, I am truly Manjushri. There's no Manjushri who is. Dạ không thưa Thế Tôn. Hoặc đúng như vậy thưa Thế Tôn. Con chính là, con đơn giản là văn thù sư lợi. Con chính là văn thù sư lợi. Con thực sự là văn thù sư lợi. Và không còn một cái văn thù sư lợi nào mà phải là văn thù sư lợi. Không có một chỗ nào là, không có một cái văn thù sư lợi mà là gọi là phải là văn thù sư lợi. Why? Bởi vì sao thế? If there was still another Manjushri who is Manjushri, there would be two Manjushris. Nếu như có một cái văn thù sư lợi khác, có một văn thù sư lợi khác mà là văn thù sư lợi, thì chắc chắn trong đó sẽ có hai văn thù sư lợi. But it's not that, now I'm not Manjushri. Nhưng mà không phải là, bởi vì con không phải là văn thù sư lợi. Bây giờ đâu phải con là văn thù sư lợi. In fact, neither of the two characteristics is and is not exist. Thật sự là không, trong hai cái tướng phải và chẳng phải đó thì chẳng có cái gì tồn tại cả. Thật không có sự tồn tại của tướng phải và chẳng phải. If there was still another Manjushri who is Manjushri, there would be two Manjushris. But it is not that, now I am not Manjushri. In fact, neither of the two characteristics is and is not exist. Nếu như mà có một văn thủ sư lợi khác mà là văn thủ sư lợi thì sẽ có hai văn thủ sư lợi. Và con thì làm sao? It is not that, now I am not Manjushri. Không phải là con không phải là còn là văn thù sư lợi nữa. Và cho thật sự là hai cái tướng phải và chẳng phải đấy thì không tồn tại. Thật sự là chẳng phải cái tướng nào là tồn tại cả. The Buddha said this is not only the case with the seeing, the basic substance of wonderful body, but also with emptiness and mundane objects. Đức Phật bảo là this is not only with the case with not only the case with the seeing. À, trường hợp này cũng đúng với cái không chỉ đúng với lại cái trường hợp tánh thấy, cái thấy. The basic substance of wonderful body, tức là cái thấy gì? Ví dụ trong sáng này cùng với gì? Cái tánh bồ đề, vi diệu, tánh bồ đề, vi diệu. Also with emptiness, và cái cả hư không. Và cái trần cảnh cũng lạ như thế. Thị giác vi diệu trong sáng này cùng với hư không và trần cảnh cũng lạ như thế. They are basically the projections or manifestations of the wonderful brightness of unsurpassed body, the pure perfect true mind. Chúng chính là gì? Vốn là từ chân tâm của chân tâm vi diệu trong sáng tròn đầy. Chúng vốn là từ chân tâm của tuệ giác vi diệu trong sáng, vô thượng, thanh tịnh, viên mãn. Mà chúng thì hóa hiện ra, đúng không ạ? Hóa hiện ra. They are basically, này nói về cơ bản ấy, nó là gì ạ? The projections or manifestation, nó là cái sự hóa hiện của này. True mind của chân tâm làm sao? Của chân tâm vi diệu. Của sự vi diệu trong sáng của chân tâm vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề. Thanh tịnh,
và viên, viên mãn. Ok, chung vốn là cái sự má hiện của từ chân tâm của tuệ giác vi diệu trong sáng vô thượng và thanh tịnh viên mãn. They are falsely taken to be form and emptiness as well as hearing and seeing. Chúng là gì ạ? Là một sự nhầm lẫn, đúng không ạ? They are falsely taken. Sẽ là một sự nhầm lẫn nếu như mà xem là hình dạng, hình sắc này, hư không này, và cái nghe và cái thấy. Falsely taken to be là một sự nhầm lẫn nếu như mà của gì, hình sắc này, hư không này, cái thấy, cái nghe, cái thấy, làm sự nhầm lẫn nếu xem như các những vật có hình sắc hư không, cái nghe, cái thấy hay những cái giác quan khác là riêng rẽ. Ok, just as with the second moon, which one is the moon and which is not the moon. Manjushri, there is only one true moon, and within it, there is not a moon that is or a moon that is not. Giống như là cái ví dụ về mặt trăng ấy. Giống như cả cái ví dụ về mặt trăng thì mà với như là cái mặt trăng thứ hai thì which one is the moon? À, thế thì cái gì là mặt trăng và cái nào là mặt trăng và cái nào không phải là mặt trăng? Bạn thủ sư lợi, chỉ có duy nhất một mặt trăng chân thật, đúng không? There is only one true moon, chỉ có một mặt trăng chân thật thôi, and within it, trong đó thì không có, there's not a moon that is, và không có một cái mặt trăng nào gọi là phải là mặt trăng và chẳng phải là mặt trăng và không là mặt trăng, sẽ không có một cái mặt trăng như thế. Như thí dụ về mặt một mặt trăng thứ hai và cái nào là mặt trăng, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Therefore. Now, as you contemplate the seeing and the mundane things together, all the things you disclose are called false thoughts. You can transcend is and is not from within them. Vì vậy, cho nên là ông hãy gì đâu xem xét. Now you contemplate. Now you contemplate, ông quan sát, ông xem xét, ông quán chiếu the seeing and the mundane things, cái thấy và trần cảnh. Ông quan sát cái thấy và trần cảnh. Thì all the things you disclose are called false thoughts. Thì tất cả những cái thấy đó, tất cả những cái đó thì mà ông quan sát đó thì đều gọi là vọng, vọng tưởng. Khi ông quan sát cái thấy và tất cả những cái cảnh vật cùng với nhau thì tất cả đều gọi là trần, trần cảnh. Bởi này ông xem xét cái thấy với trần cảnh thì muôn thứ khởi lên và đó gọi là vọng, vọng tưởng. All the things you disclose are called false thoughts, và tất cả những cái thứ mà ông khởi lên đó thì gọi là vọng tưởng. You cannot transcend, và ông chẳng thể trong ấy mà thoát ra, mà vượt thoát được, transcend, vượt thoát được cái sự gì ở cái chấp trước thì phải và chẳng phải. Ông không thể trong đó mà vượt thoát được cái chấp trước, hai cái chấp trước phải và chẳng phải. With the true essence, chỉ trong chân tánh. With the true essence, với cái chân tánh, the wonderful enlightened bright nature, chỉ với cái chân tánh trong sáng diệu giác tinh khiết. Cái thấy là gì? Cái thấy này, cái trong cái chân tánh này, wonderful, vi diệu, enlightened, bright nature. Enlightened là giác, bright là trong sáng, trong sáng, vi diệu, giác ngộ của tánh, trong cái chân tánh mà trong sáng, diệu giác, tinh khiết. You can get beyond trying to point out or not point out.
Ông có thể là gì? Ông can get beyond trying, tức là ông sẽ vượt ra được, hay là ông sẽ thể giác ngộ được cái việc, ông sẽ lìa khỏi được cái chấp trước phải và chẳng phải, và chỉ trong chân tánh thôi, ở trong cái bản tánh mà diệu giác, diệu giác trong sáng đó, thì ông mới có thể lìa khỏi được cái chấp trước của sự gì, chỉ ra và không chỉ ra, to point out or not point out, chỉ ra hay không chỉ ra, phải hay là chẳng phải. Duy chỉ từ trong chân tánh trong sáng dịu giác tinh khiết mới có thể khiến ông lìa khỏi chấp trước của phải và chẳng chẳng phải. Ananda said to the Buddha, Ngài Ananda thưa với Phật rằng, Won't honored one, it is truly as the Dharma King has said. Thật đúng như lời pháp vương dạy, lời pháp vương nói. The condition of enlightenment pervades the ten directions. The condition, cái duyên của giác ngộ thì trùm khắp hư hư không. Tánh giác ngộ, tánh giác ngộ duyên khắp gì? Duyên khắp thế giới ở trong mười phương, pervades the ten directions. Tánh giác ngộ duyên khắp thế giới trong mười phương, clear, everlasting, and by nature neither produced nor extinguished. Nó là gì đây ạ? Nó rất là trạng nhiên, nó rất là trong sáng, everlasting, thường trụ, và thể tánh của nó thì chẳng sanh chẳng diệt. Thể tánh chẳng sanh chẳng diệt, nhưng nó vẫn trạng nhiên thường trụ, và thể trái tánh thì chẳng sanh chẳng diệt. By nature neither produced nor extinguished. How does it differ? Nếu vậy thì lời Phật dạy đó, tức là cái lời Phật dạy đó thì khác gì so với khác như thế nào? Then, from the first Brahmakapila's teaching of the profound truth, or from the teaching of the ascetics who throw ashes on themselves, or from the other externalist sects that say there is a real self which pervades the ten directions. Thế như vậy thì lời Phật dạy khác biệt như thế nào so với cái luận thuyết, thì luận thuyết profound truth là một cái gì? Một cái sự thật sâu sắc, chính là cái luận thuyết minh đế của Hoàng Đạo Tóc Vàng. Luận thuyết minh đế của Ngoại Đạo Tóc Vàng, Brahma Bà La Môn Kapila, Bà La Môn Kapila, Bà La Môn của Ngoại Đạo Tóc Vàng dạy về minh đế, or from the teaching of the ascetics, hoặc là phái ngoại đạo gì bối cho lên thân, phái ngoại đạo mà thực hành khổ hạnh đấy, ascetics khổ hạnh, who throw ashes là bối cho, ném cho, on themselves, ném cho vào người, họ thực hành khổ hạnh bằng cách là họ bôi cho, ném cho vào người, or from the other externalist sects, hay là tất cả những cái nhóm, những phái ngoại đạo khác, nói rằng there is a real self, có một cái chân ngã mà trùm khắp mười phương. Có rất là nhiều ngoại đạo mà cho rằng là có một cái chân ngã trùm khắp mười phương, như là thuyết minh đế của ngoại đạo Tóc Vàng này, hoặc là cái thuyết của ngoại đạo thực hành khổ hạnh ném cho vào người, hoặc tất cả những cái, và một số những cái ngoại đạo khác đều cho rằng là có một cái chân ngã trùm khắp mười phương. Also in the past, the world honored one gave a lecture on Mount Lanka explaining the principle thoroughly for the sake of great wisdom, Bodhisattva and others. Externalist sects always speak of spontaneity. I speak of causes and conditions, which is an entirely different principle. Và lại thế là gì đây ạ? Thế Tôn cũng đã từng gì? Từng ở trên núi Lanka. Trong quá khứ ấy, Đức Thế Tôn khi mà giảng pháp ở núi Lanka, ở đây Lanka là một từ Sanskrit, ở tiếng tham khảo bản Hán Việt thì người ta dịch là núi Bảo Danh. Khi mà Thế Tôn giảng pháp ở núi Bảo Danh, ngài giảng giải về the principle theory, ngài đã giảng giải cái ý nghĩa này rất là kỹ,
cho tất cả các Bồ Tát, những cái Bồ Tát có đại trí huệ, đại trí huệ rằng, hay là đại huệ Bồ Tát và những vị khác rằng, externalist sects always speak of spontaneity, các ngoại đạo thì luôn nói về tự nhiên, còn ta thì nói về nhân quả, ta nói về nhân duyên, nhân causes and conditions là duyên, ta nói về nhân duyên là những cái mà nó hoàn toàn là cái thuyết mà hoàn toàn khác biệt. Which is an entirely different principle, là những cái thuyết rất là khác, là một cái thuyết rất là hoàn toàn khác biệt so với họ. Now as I contemplated the nature of enlightenment, as spontaneous, as neither produced nor extinguished. Khi bây giờ con theo con thấy con quán chiếu cái bản chất của giác ngộ như là tự nhiên, spontaneous. Cái bản chất của giác ngộ là tự nhiên, as neither produced nor extinguished, mà không sanh không diệt, bản chất của giác ngộ nào. Bây giờ con quán chiếu cái bản chất của giác ngộ là tự nhiên, không sanh không diệt, and as apart from all empty falseness and inversion, và nó tách rời khỏi gì, tất cả cái vọng tưởng, lìa xa tất cả các gì, empty falseness and inversion, những cái vọng tưởng điên điên đảo, những cái vọng tưởng, những sai lầm điên đảo, vọng tưởng điên đảo. It seems to have nothing to do with your causes and conditions or the spontaneity advocated by others. Nó chẳng liên quan gì, dường như là nothing to do, nó chẳng liên quan gì đến cái thuyết gì, cái thuyết nhân duyên của ngài hoặc là cái thuyết tự nhiên của ngoại ngoại đạo. And the spontaneity advocated by others. Would you please enlighten us on this point lest we should fall into different paths, thus enabling us to obtain the true mind, the bright nature of wonderful enlightenment. Con chỉ mong hay con kính mong Đức Phật, con kính mong Đức Phật hãy khai thị cho chúng con, enlighten us, hãy khai thị cho chúng con trên trên cái điểm này, trên cái điểm này, để con chúng con không rơi vào tà đạo, lest we should fall into devious paths, không rơi vào tà đạo. Thus enabling us to obtain the true mind, và vì vậy là cho chúng con, khiến cho chúng con là đạt được cái chân chân tâm, the bright nature, cái bản tánh vi diệu, cái tánh trong sáng, cái tánh sáng suốt của wonderful enlightenment, của sự giác ngộ vi vi diệu, đạt được, khiến cho chúng con đạt được cái chân tâm, hay chứng ngộ được cái chân tâm, cái bản tánh sáng suốt của sự giác ngộ vi diệu, đạt được chân tâm với gì, diệu giác minh tánh, wonderful enlightenment, diệu giác đúng không, bright nature, bright là sáng, là minh, nó minh tánh, diệu giác minh tánh. The Buddha told Ananda, Phật bảo với ngài Anan là gì đấy? Now I have instructed you with such expedience in order to tell you the truth, yet you do not awake to it but mistake it for spontaneity. Ta này đã khai thị cho ông, vừa mới dùng phương tiện, it's such expedience in order to tell you the truth, vừa mới dùng phương tiện để khai thị cái điều chân thật cho ông. Yet you do not awaken to it. Nhưng mà ông lại vẫn không khai thị, cũng chưa khai ngộ mà lại nhầm lẫn. Tánh giác là tự nhiên, nhầm lẫn tánh giác là tự nhiên. Ananda, if it definitely was spontaneous, you should be able to distinguish the substance of the spontaneity. Ananda, nếu như nó chắc chắn là tự nhiên, nếu như nó đích thực là tự nhiên, tánh giác ngộ đích thực là tự nhiên, thì ông lẽ ra có phải có thể nhận biết được cái gì, the substance of the spontaneity, ông phải nhận biết được, ông phải phân biệt được cái thể tánh của tự tự nhiên,
cái thể chất của tự nhiên. Now, you look into the wonderful bright scene. What is itself? Does the scene take bright light as itself? Does it take darkness as itself? Does it take emptiness as itself? Does it take solid objects as itself? Bây giờ ông nhìn vào the wonderful bright scene, tức là nhìn vào cái thấy gì? Minh diệu. Nhìn vào cái tánh giác ngộ, hay quan sát cái thấy mà nhiệm màu trong sáng, wonderful, vi diệu, bright, trong sáng, nhiệm màu vi diệu, cái thấy nhiệm màu vi diệu này. Thế thì nó dùng cái gì làm tự thể? What is itself? Thì cái nó dùng cái gì để làm tự thể? Nó cái thấy nó có dùng ánh sáng làm tự thể không? Hay là nó dùng bóng tối làm tự thể, hay là nó dùng hư không làm tự thể, hay là nó dùng solid object, là dùng cái gì nhỉ, dùng các cái vật gì, các cái vật, hay dùng ngăn tre để làm tự thể. Giờ ông hãy quan sát trong thị giác nhiệm màu trong sáng này, nó dùng cái gì làm tự thể? Nó dùng ánh sáng làm tự thể, hay dùng tối đen làm tự thể, dùng hư không làm tự thể, hay dùng ngăn bít làm tự thể?